để mà nói với mọi người, nhưng mà bây giờ trong đầu chỉ có nhạc và đang cố gắng làm sao để có thể dùng sức để khiến cho mọi người được tận hưởng và thoải mái nhất. Hy vọng là từ khi mà bước chân vào cái cổng này kia, mọi người đã cảm thấy dễ chịu, mọi người có cảm thấy được đối xử tốt không ạ? Đó là điều tôi rất muốn, thì mọi người đã đối xử rất là tốt với Đen rồi. Mọi người chính là sức mạnh của Đen. Có ngày hôm nay là mọi người đưa Đen lên đây, mọi người đứng cánh cho Đen để bước lên đây và tỏa sáng. Cái điều này thì Đen cũng đã nói nhiều rồi, nhưng mà nói lại thì không bao giờ thừa. Nói lại thì không bao giờ thừa. Cái mục đích của show của Đen diễn ra, nó chỉ là một ngày để Đen được có thể hát được nhiều nhất cho mọi người nghe. Vậy thôi ạ. À. Hôm nay Đen sẽ cố gắng để hát tất cả những gì mà Đen có thể cho mọi người cùng lắng nghe. Chúng ta không xen lẫn, không xô đẩy, vì trong đây có rất nhiều các bạn nữ xinh đẹp đang đứng đằng trước này, có những em nhỏ nữa.